chỉ có bát chánh đạo, tứ diệu đế thiền định mới đưa đến Niết Bàn chăng? Còn khi ta hành các kinh đại thừa, tiểu thừa, giữ gìn ngũ giới thì ta phải ở trong lục đạo luân hồi chăng? Con thấy các kinh điển mật tông không có sự ảo ảnh, không có sự phù phiếm. Nhưng nơi con ở chỉ có các chùa đại thừa, tiểu thừa, con không hợp. Và con phải làm sao giữ lòng bán nghi với các pháp? Rồi, con sẽ giúp đỡ. Cái vấn đề như thế này. Đó là quý vị đang trong một cái giai đoạn là mình bị bối rối. Mình không biết là rốt cuộc là cái nào đúng, cái nào sai. Lời đề nghị của sư, làm ơn làm phước đi học giáo lý dùm. Để chi? Nó sẽ sắp xếp lại kiến thức của mình. Mà nhớ, mình dẹp hết những cái mình biết xưa giờ đó, dẹp hết để qua một bên đi. Mình đi học giáo lý cho đàng hoàng. Rồi mình bắt đầu mình sắp xếp lại những kiến thức của mình đó. Để rồi đó, mình biết bát chánh đạo là cái gì, tứ diệu đế là cái gì. Xin thưa, quý vị hỏi kiểu này là sư nắm chắc một chuyện, quý vị không biết bát chánh đạo là cái gì, tứ diệu đế là cái gì. Bởi nếu như quý vị thực sự hiểu á, không có hỏi vậy. Tức là mình giống như mình chỉ nghe tên thôi. À, tu bát chánh đạo rồi tu tứ diệu đế thì mình chỉ nghe tên như vậy thôi. Nghe giỏi lắm á, giỏi lắm nha, giỏi hơn nữa thì biết à, bát chánh đạo có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà rốt cuộc nó cụ thể là như thế nào thì mình không biết. Mình không biết. Tức là đó, cái kiến thức của mình có rất nhiều lỗ hổng. Mà chính bởi vì kiến thức của mình có rất nhiều lỗ hổng như vậy đó, mình chỉ có cái vỏ bề ngoài, mình không có cái chất ở trong. Cho nên mình mới dẫn đến cái chuyện mình nghi ngờ, mình băn khoăn. Không biết là tu cái này đúng hay không, tu cái kia đúng hay không, tu cái nào là luân hồi, cái nào là thoát luân hồi. Rồi cái nào á là có phù phiếm, cái gì là không có sự phù phiếm. Cái vấn đề là gì? Do mình thiếu kiến thức, nền tảng. Cho nên, sư đề nghị học lớp giáo lý trước. Hiện tại bây giờ ở trong kinh của sư á, có rất là nhiều những cái danh sách phát liên quan đến giáo lý. Ví dụ như lớp Phật Pháp nền tảng nè, lớp Phật Pháp căn bản nè. À, rồi có những lớp như lớp kinh tạng, trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi. Rồi có cái lớp như là 38 pháp hạnh phúc, làm ơn làm phước đi học đi nha. Bây giờ đó là mình có thể học online rồi. Giáo lý mình hoàn toàn có thể học online, mình không cần phải đến chùa. Bởi vì nếu như quý vị thấy là những chùa xung quanh nó có vấn đề, mình không có học được, thì mình có thể học online. Và nhớ trên tinh thần của Kinh Kalama, đó là gì? Chớ vội tin. Vì điều đó đó được người này người kia nói. Chớ vội tin vì nghe đồn. Chớ vội tin vì nó phù hợp với cái sở thích của mình. Mà sau khi lắng nghe hãy suy tư là điều này đem lại lợi ích hay không đem lại lợi ích. Ví dụ như các hành là thường hay vô thường, các dục đem lại khổ hay vui. Đấy, những cái đó, đó mình phải suy tư. Thành ra tóm lại ráng học giáo lý. Đây á, lộn mà. Thiền định không có Niết Bàn, mà không đưa đến Niết Bàn. Thiền định thì đưa đến cõi phi tưởng. Mà vị này cũng không hiểu thiền định là gì. Thiền định không có Niết Bàn nha, cho nên mình lộn chỗ đó. Thì thứ hai là khi ta hành, kéo qua, câu hỏi là nha. Kinh đại thừa, tiểu thừa, giữ gìn ngũ giới. Đây cũng bạn cũng hiểu đại thừa, tiểu thừa là gì, bạn cũng biết vậy. Nói chung không biết gì luôn. Giữ gìn ngũ giới. Thì ta thì phải trong lục đạo luân hồi, bạn cũng biết. Nói chung còn cảm thấy các kinh đến điển mật tông không có sự ảo ảnh, không có sự phù phiếm. Thì với cái sự không biết của bạn, bạn ngồi bạn cảm thấy thì cái này bỏ đi ha. Bỏ đi. Tại vì mình cảm thấy chứ không phải là trí tuệ của mình hay là không phải là theo cái ví dụ một người nói theo cái sự hiểu biết của tôi về kinh điển á, học kinh điển cái chục năm nay á, tôi thấy cái này nó sai nè, thì cái này còn coi lại thì coi ông này nói đúng không, hay ông này nói sai. Nhưng với cái trình độ của cái người đặt câu hỏi này, đọc tới đây đọc nửa câu hỏi rồi đó ha,
À, con cảm thấy thì này bỏ luôn đi, đừng cảm thấy mà cảm thấy, đừng có ngồi cảm thấy là Phật pháp mà ngồi mình cảm thấy là thua rồi. Mà mình phải gì? Thấy chắc, biết chắc, đúng chắc. Nhưng chỉ có chùa này thì không có chùa, nhưng nơi con ở chỉ có, rồi kể bạn nghe cái câu chuyện của cái cô đó, cô Phật tử của tôi. Cô này cổ đi với chồng do công việc phải đi qua bên cái nước Hồi giáo, ở đi với chồng bị chồng bên ngoại giao phải qua bên nước gì quên rồi, tăng ba tăng gì đó, thì phải đi với chồng. Đang gọi điện cho cổ đang gọi điện của hộ pháp mình mà nghe cái bùm một cái cô nói gì, nó bom nổ ở xung quanh cổ Hồi giáo. Nhưng mà cổ vẫn học giáo lý của dỗ bà cố, cổ rất là dỗ Phật pháp, không phải là cổ giỏi từ ở Việt Nam mà về bển cổ học rồi cổ mới giỏi. Có nghĩa là mình lấy cái chùa để mình biện hộ cho cái sự dốt Phật pháp của mình là chật, không có đúng. Nói sao ta chạy luôn. Mình lấy cái chùa, tức là tôi không có gần chùa cho nên tôi không biết gì hết là sai. Đó là đúng là gần chùa, chứ nó gần bụt, gần chùa, gần nếu mà nó có cái này ngộ lắm. Nhầm khi gần chùa là lại gọi bụt bằng anh, có nghĩa là nhầm khi gần chùa là không 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 thèm đi chùa, mà tới chừng xa chùa cái bắt đầu đầu đi chùa nó vậy. Đừng có lấy cái lý do làm tôi không tới chùa được để là biện minh cho rằng là tôi không biết Phật pháp nhiều, tôi không làm được cái này cái nọ. Đa phần á, kiến thức của mình do mình về nhà mình học chứ không phải đi vô chùa học nha nha. Mình không thể nào mà mình ở trong chùa để mình học cái này cái nọ được nha. Giống như để anh giảng vậy thôi, học sinh đi, sinh nó đi học thì vô lớp học 8 tiếng, 4 tiếng 8 tiếng, buổi sáng buổi chiều, buổi sáng vô học buổi chiều về tối học bài xong ngày mai vô lớp học nữa. Chứ mà nó về nó học bài là nó dốt dốt đặt ăn ma nha. Thì cũng vậy thôi, mình vô chùa mình nghe em sư giảng xong về mình phải học, mình phải học lại chứ. Mà nghe em sư giảng xong mình về mình cũng đi uống trà đi cà phê thì 10 năm cũng dốt, cũng không biết gì hết. Xin thưa, nhưng mà nó cái thời bây giờ nó không phải giống như thời tôi nhỏ mười mấy năm trước, hai mấy ba chục năm trước là nó không có internet, điện thoại còn bàn phím bấm nút Nokia, hạn chế về thông tin internet, cho nên giờ muốn gì lên mạng gõ cái cọc ra. Mà chính vì vậy cho nên mình mở máy lên mình coi phim, mình mở máy lên đó, mình coi pháp được 10 phút là mình bắt phim mình coi, là phim Hàn Quốc khóc. Thành ra nó lại là một cái cản trở, nó không sung cái vấn đề đấy á, là quý vị học Phật pháp á, quý vị không có sung, quý vị tạo cho mình cái nỗ lực sung, cái sung á, nói không biết quý vị hiểu cái sung làm gì, nó phải có cái sung lên cái độ hăng á, có nghĩa là cái độ hăng máu á, mình sung lên mình học cho bạc mạng vô thì mới được. Còn mà mình cứ xem người xem qua là thua. Cái lý do mà không, chỗ con có chùa là nó ví dụ như bây giờ mình cúng dường đi thì tất nhiên là cúng dường tận tay thì nó sẽ có phước nhiều, nó sẽ hay. Nhưng mà không được thì mình gửi, mình chuyển khoản mình gửi, hoặc là mình gửi đồ cho mình cúng vân vân, không nhất thiết mình phải đi vào là bị trên cả cắn đá mà. Chứ đâu phải mình muốn nữa. Không có cái lý do, không có cái lý do rằng là tôi chỗ tôi không có chùa là do là tôi được quyền dốt hay là vân vân. Tại vì đó chỉ là một cái đúng, gần chùa thì nó dễ hơn, nhưng mà không gần thì sao. Ngày nay á có những cái khóa học online bên ngoài đời thôi, thậm chí ở trong cái mùa dịch này nè, mùa dịch Covid này nè, 2-3 năm nay người ta học online không, vẫn đổ đại học đàng hoàng, vẫn cần thi online luôn, đâu có đâu. Cái cản trở nó không phải là cái thường thường á, càng cản trở người ta càng ham. Nhưng mà khi đủ điều kiện rồi buồn, nó không thèm làm. Bây giờ thử mà bạn, bây giờ không biết thử nha, bây giờ kiếm cái chùa nào năm tông gần gần đó mướn cái nhà trọ ở chừng vài năm đi, tự nhiên cái tâm học pháp nó cũng không có. Nó có hay không là do mình à, càng càng khó là mình càng cố, nó không có là mình muốn. Nhưng mà bây giờ mình dọn nhà đi, mình ở mướn nhà trọ gần nào gần cái chùa sát bên luôn, bước hai ba bước tới ít ít lần mới đầu mình còn sung sung mình làm phước, mình vô mình dọn dẹp ha, mình quét nhà quét chùa. Nhưng mà một vài tháng ẩm lắm một năm
nhiều lắm đâu, mình lờn đi và mình cũng bình thường. Nó không phải là rồi một tháng đó mình kiểm tra lại xem cái kiến thức về Phật pháp của mình hay là các pháp hành về Phật pháp của mình nó có tiến bộ hơn cái lúc mình ở xa không? Xin thưa không. Là tại sao? Tại do cái cách học của quý vị chứ không phải là do gần hay xa.